Thân chào các bạn, thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái lá số thực tế của một bạn nữ sinh ngày 13 tháng 10 năm 95, lúc 12:30. Bạn này là bạn nữ nha. Bạn sinh vào cái tháng 10, đó là cái tháng Đinh Hợi, mà giờ là giờ Ngọ. Bạn là giờ cái năm sinh của mình đó là âm dương, là cái năm dương, và mình thuộc về cái âm nữ, cho nên nó là âm dương thuận lý. Mệnh của mình là mệnh sơn đầu quả, và cục là kim tứ cục. Khi mà xét về mệnh với kim đó thì ta thấy là mệnh quả, như vậy nó khác cái cục, cho nên chúng bị mong trừ một cái điểm số. Khi ta xét về cái con người của mình đó, thì thấy bạn có cái tính là có cái sự thông minh, có cái sự sáng dạ, nắm bắt cái tình hình bên ngoài rất là nhạy bén. Và con người của mình nó có cái ý chí mạnh mẽ. Nói về cái mối liên quan giữa cha mẹ với mình đó, thì là bạn khắc khẩu cha mẹ và bạn tự lập. Cái thân số này đã thân tự tay mà lập nên cái sự nghiệp. Mệnh thuộc đất tứ sinh, là mệnh của bạn nó thuộc về cái đất tỵ, cho nên cái con người của bạn đó, nó rất là năng nổ, rất là chịu khó làm. Và cái con người của mình nó mạnh khỏe và không có mấy là béo phì, người ít cái tăng cân. Bây giờ ta nói về mệnh của bạn nha. Bạn đó, nói về ba cung tam hợp đó là mệnh, tài, quan. Thì cái mệnh của mình á, chúng ta phân tích rồi hồi nãy, bạn á là cái người sinh cái giờ Ngọ, cho nên cái thân cư mệnh ở cái thân cư mệnh. Mà khi mà nói về cái người thân cư mệnh thì nó có đặc điểm như thế này, rồi rất là cứng rắn, rất là cứng cỏi. Vào đời có phải nói là hơi vất vả nha. Nhưng mà cái tính quỳnh của mình đó, nó kiên định lắm. Mình dễ có những cái yếu tố nghe là mình nói ngược, người khác nói ít khi tác động đến bạn. Bạn có cái lập trường riêng của mình. Mình nói là bạn cứ khăng khăng cái mục đích của mình, chứ không có chịu nghe lời người khác. Đó là những cái thân cư mệnh. Nghĩa là mệnh của mình á, những người thân cư mệnh là từ ba, nếu mà thân cư ở cái cung Thiên Di hoặc cung Phúc Đức, là cái cung Tài Bạch hoặc cung Can Quan Lộc, thì từ nhỏ cho đến 30 tuổi thì cái cuộc đời mình nó theo cái số mệnh an bài cho mình rồi. Nhưng mà những cái người mà thân cư mệnh thì là sao cái cuộc đời nó ít thay đổi, mà nó giống như mệnh suốt cuộc đời, nó ít cái sự thay đổi trong đó. Thì bạn là người mệnh quả, mà trong cái lá số của bạn đó chỉ có cái cự môn là nó thuộc cái con sao thủy, trường sinh là cái con sao thủy, thiên hư là con sao thủy, còn lại tất cả những cái con sao khác thì nó là cái con sao quả. Mệnh mình mà là mệnh quả mà gặp được nhiều cái con sao quả, cho nên cái mệnh mình nó được sáng rẽ lên. Mệnh của bạn là cái mệnh cự môn. Cự môn là gì? Cự môn là những cái người mà có cái hay là họ ăn nói, họ có cái tài về cái khẩu, nghĩa là họ có cái tài ăn nói. Làm ăn á, làm nên được việc hay không cũng nhờ cái miệng mồm. Người ta nói nếu mà mình ra đời mà miệng mình chậm quá, mà mình không lanh lẹ, thì mình cũng không đối kháng được với người ta, dễ bị người ta ăn hiếp. Còn mình khôn lanh miệng lưỡi thì mình có nhiều cơ hội để mà mình tiến vào đời lắm. Mình không bị người ta bắt chẹt mình, mà mình có những cái lý lẽ, có những cái lý luận sắc bén để mà mình đối đáp với thiên hạ. Cho nên người ở cái cự môn, mệnh cự môn á, thì nó tốt. Nhưng mà mình cự môn thì dễ gặp cái
cái điều mà người ta không thích mấy, tại vì mình nói thẳng, nói thẳng quá cho nên cũng gặp những cái chuyện thị phi ở cái miệng lưỡi mà người ta nói là thần khẩu xài hại sắc phàm là nói như vậy. Nhưng mà nhìn chung là cái mệnh của bạn đó nó nằm ở cái cung tỵ, nó là cái cung quả, mà mình là quả cho nên nó tốt đẹp, nó thuận lợi. Mà trong cái mệnh của bạn có cái con thao thiên giải, là có những cái giống như là số trời định rồi, có những cái khó khăn, có những cái gì nguy hiểm thì sẽ được giải giải thoát cho mình sẽ được tai qua nạn khỏi. Và nó có con sao thiên mã, con sao thiên mã nó đắc điệu, nó đắc địa, nó kết hợp với cái con sao trường sinh, mà mình nằm ở trên cái đất trường sinh cho nên nó được tốt đẹp, nghĩa là mình đi ra đời mình có nhiều cái cơ hội, nhiều cái may mắn bất ngờ đến cho mình. Khi mà mình đi đường, mình đi giao dịch, mình đi ra ngoài đời thì mình sẽ gặp được những cái con sao tốt. Thì như vậy là bạn nằm ở trong cái cung tam hợp, đó là cơ cự đồng. Mà những người là cơ cự đồng á là những người họ có cái miệng lưỡi, có cái trí thông minh và họ có một cái tinh thần lạc quan. Những người đứng cái thế này á là họ một có cái tinh thần lạc quan nè, họ biết dùng miệng lưỡi, biết dùng những cái trí óc, những cái tài của mình để mà đối đáp với lại cái thiên hạ, cho nên mình ra đời mình không có bị thua thiệt. Bây giờ nhìn sang cái cung cung tài của bạn, thì cung tài của bạn là có cái thiên cơ, có thiên cơ thì chứng tỏ là cái con người này là thông minh sức chắn, có cái đầu óc tính toán rất là giỏi, biết cách làm ăn tạo ra được cái tiền tài. Và cái cung tài này nó nằm ở trên cái đất đế vượng, cho nên chúng ta thấy nằm tài mà nó nằm trên đất đế vượng nè, rồi nó có quá lộc, nghĩa là cái quá lộc mà nằm ở trung cung tài thì nó là quá là tốt đẹp rồi, phải không các bạn? Rồi có thanh long, có tả phù hổ bập, nghĩa là trong cái chuyện mình làm ăn buôn bán giao dịch thì có người giúp đỡ cho mình, có tam thai là có cái người giúp đỡ về giống như là con người, có những con người mình có cái tài ăn, có tài học, có cái tài ăn học nè, rồi có thanh long. Tất cả những cái con sao tốt này nó đều nằm ở trong cái cung tài của bạn, thì như vậy bạn này về tài lộc rất là tốt đẹp. Tôi nhìn sang cái cung cung quan, thì cung quan thì nhận có cái con sao thiên đồng, có con sao thiên đồng nghĩa là trong cái đường quan lộc, đường làm việc của bạn thì bạn sẽ gặp nhiều cái vui vẻ, cái thuận lợi. Mà nằm ở cái cung dậu là tức là cái cung kim, mà mình là cái mệnh quả cho nên nó không mấy tốt về cái con đường quan lộc mấy. Con đường quan lộc của bạn không tốt, nó chỉ ở cái mức độ nghĩa là bạn làm có tiền nhưng mà cái bạn không trông mà trông mong gì và cái công vụ là làm công chức ăn lương hay làm cái công ty nào hết, mà mình phải tự thân mình lập thân, mình làm cái nghề nghề bên ngoài thôi. Nhưng mà mình vui vẻ, mình yêu thích cái điều đó thì sau mà khi mà gặp bạn rồi á, tôi nói với các bạn là tôi rất thích nghiên cứu tử vi, và mình muốn là mình nói mà mình phải kiểm nghiệm lại coi cái những cái lời của mình nói nó có đúng hay hay không, có thực tế hay không. Thì sau khi gặp được cái bạn này thì trực tiếp trên Zalo thì bạn nói rằng bạn làm nghề buôn bán, bằng kinh doanh. Thì sau khi mà hội họp nói chuyện với nhau về tất cả những các cung của bạn á, thì bạn đồng ý với những cái chuyện mà tôi đưa ra.
Và khi mà nói về cái vận của mình á, cái vận kéo dần 24 tuổi cho đến năm 33 tuổi. Đầu tiên nói cái vận từ 14 đến 23 thì nói là bằng khó khó làm ăn. Nhưng mà qua cái vận từ 20 14 đến 20 từ 4 tuổi đến 14 và cái từ từ 15 cho đến 24 tuổi á, thì bạn làm ăn được, thì bạn cười ré lên, bạn nói đúng rồi cô ơi, đúng quá. Trong cái thời buổi mà cái lúc mà dịch giả đó, cái lúc Covid nó hoành hành, mọi người á làm ăn không được gì hết, nhưng mà con làm ăn rất là tốt đẹp. Con làm ăn có nghĩa là tiền nó vô một cách nào, tiền vô phải nói như là tiền vô như nước, con không thể ngờ được mình lại làm ăn mà mình lại phát đạt, tiền nó nhiều quá, tiền đến mà mình thấy mình phát ham luôn. Cái bây giờ bạn hỏi bây giờ cô nhìn xem cái công phu của con như thế nào, thì mới này là cái người mà con đã trải qua một cái mối tình, và cái mối tình thế sau này á, là con sẽ gặp được một cái người đó, một cái người này đó rất là nhu hiền lành, có cái cứng con sao lộc tồn nè, nghĩa là con người này cũng khá gia, thuộc gia đình khá giả nè, có ăn có học, có ba là có cái con những con sao là bác sĩ, ấn quan, long trì, nghĩa là những cái con sao tốt để tạo nên một cái người người hôn phu của con, có là cái vẻ đó hiền lành nè, có tài nè, có tiền nè, thì bạn nói đúng vậy. Và bạn cũng đã nói là chuẩn bị kết hôn, tôi nói kết hôn thì trong cái năm, trong thời gian khoảng 24 con kết hôn, thì bạn nói đáng lẽ cùng kết hôn ở cái năm dần, nhưng mà tại vì cái công việc nó nhiều quá cho nên phải đình qua cái năm sau. Và gần thêm một cái câu nữa là tôi nói bây giờ á, là cái người hôn phó của con á, là cái người hiền lành hơn con. Con là cái người cự môn, mồm mép lẹ, miệng mồm dữ lắm, mà cái người chồng của con á, là một cái người hiền lành hơn, hiền lành hơn con, đúng không? Thì bạn trả lời là đúng rồi. Thì như vậy là cho các bạn thấy là không phải cái tuổi nào mà nó xấu nó đẹp, tuổi Ất Hợi cũng nhiều người phải lao đao lận đận, nhưng mà người ta được cái giờ sinh, được những cái yếu tố giờ sinh tháng sinh tốt, thì cuộc đời của người ta nó ra được những cái vận mệnh tốt đẹp, thì cái số phận nó an bài như thế này rồi nha các bạn. Cho chúng ta đừng nghĩ là sinh này cái bạn này là cái sinh cái năm 95 này mà tốt đẹp, rồi sau mình tốt cũng năm 95 mà mình lận đận, thì thực tế ra những cái bạn sinh năm 95 Ất Hợi thì rất là khó khăn trên cái bước đường tìm cái công ăn việc làm, cái nhà cửa, nay cái công ty này mai cái công ty khác, thì đó là cái số phận của mỗi người rồi nha các bạn. Chị bài chia sẻ đến đây là hết. Thân ái chào các bạn, chúc các bạn vui vẻ, mạnh khỏe.